What's up, everybody? Welcome back to our lesson today. But before we get into the lesson today, I got something I want to say to you. Chào các bạn đã quay trở lại với bài học hôm nay. Nhưng mà trước khi vào bài học, mình có một đôi lời muốn nói thế này. First, whenever you learn any of my lesson, I want you to think about constantly your benefits, your reason why, your big why to learn English. I want you to constantly think about all the benefits that will improve in your life when you speak excellent English. Điều đầu tiên mình muốn các bạn phải làm đó là hãy mỗi ngày hãy suy nghĩ về những cái lý do, cái mục tiêu cao cả của mình khi học tiếng Anh là gì? Tại sao mình phải học tiếng Anh? Tại vì các bạn, no big why, no outcome. Tại vì không có lý do to bự thì không có hiệu quả. Alright, không có kết quả. You must think about all the great things that will come to you when you speak excellent English. Mình hãy nghĩ về những điều tuyệt vời mà đến với cuộc đời mình khi mình nói tiếng Anh xuất sắc. For example, working overseas with a lot more money. Alright, ví dụ như là ra ngoài nước ngoài làm việc với rất nhiều tiền. Or having a relationship with somebody outside of your country. Hoặc là có mối quan hệ hẹn hò với ai đó, vợ chồng chẳng hạn, với người nào đó nước ngoài, right? Think about all the great things that will give you in the future. Hãy nghĩ về những điều tuyệt vời đó nha. Second, I want you to move your bodies when you learn English with me. I want you to move your bodies all the time. Get some exercise in your bodies. Or it's much better if you can go running and combine with learning my lesson. Or maybe when you are at home, you do some housework, you do your laundry, mop the floor, or anything. I want you to combine all the housework with learning English. You can do whatever you want, but make sure when you learn English, move your bodies. Điều thứ hai nữa là gì? Khi bạn học tiếng Anh với mình đó, mình muốn các bạn hãy luôn di chuyển cơ thể, luôn vận động cơ thể mình. Và mình khuyến khích là gì các bạn? Wake up in the morning, go running, learning English. Hãy thức dậy vào buổi sáng sớm, đi bộ và học tiếng Anh. Right? Hoặc là nếu các bạn ở nhà, thì các bạn có thể làm việc nhà kết hợp với học tiếng Anh. Làm gì cũng được, nhưng mà phải đảm bảo rằng chúng ta hãy luôn vận động cơ thể mình khi học. Because there's a lot of, you know, scientific research that shows that people who have more energy will learn English a lot faster. Tại vì chúng ta có nhiều cái nghiên cứu khoa học đã chứng tỏ rằng những người mà có nhiều năng lượng vận động cơ thể thì học tiếng Anh nó nhanh hơn nhiều. But those who are bored, have no energy, when you sit down in the chairs like this, your energy goes down. Hoặc là những người mà như các bạn nha, chán nản hoặc là ít năng lượng á, như những cái suốt ngày ngồi vậy. When your energy goes down, you learn English not so well. You know, you learn English a lot more slowly. Nếu mà vậy thì các bạn học tiếng Anh chậm lắm, right? So make sure to move your bodies. I hope so. Number three, I want you to set a goal for yourself and do whatever it takes to achieve your goal. Và điều thứ ba nữa là mình muốn các bạn gì? Phải đặt mục tiêu đó cho bản thân mình và làm mọi thứ cần thiết, bất cứ giá nào để đạt mục tiêu đó. Maybe 6 months, maybe 1 year, maybe 3 months. You must read a certain level of English. Ví dụ như 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, mình phải đạt được một level nào đó về tiếng Anh. Alright? So all of those things are how you can control your mind and your body. Đó là những điều cơ bản mà mình có thể giúp các bạn, bạn giúp cho bản thân bạn được kiểm soát được cái tâm trí và cơ thể. Because your mind and your body are one, right? You gotta control them, then you can learn English much, much faster. Because I know for most of you guys, after many years learning English in school, middle school, primary school, or universities, or high school, you have never done this before. You have never done those things before. Vì mình biết rằng hầu hết chúng ta, khi chúng ta học tiếng Anh trong nhà trường, chúng ta chưa bao giờ làm những việc này.
But you know, if you want to have a better result, you must change the way you have been doing, right? Nhưng mà các bạn biết không, nếu các bạn muốn có một kết quả tốt hơn, thì bạn phải thay đổi cái cách mà bạn đã từng làm, right? If you want to be better, you must change the way you have been doing. And I know most of you, after many years learning English, you have never learned English with passion, with emotion, which is why it didn't work so well. It didn't help and improve so much. Và mình biết là tất cả các bạn là hầu như bao nhiêu năm học tiếng này, các bạn chưa bao giờ thật sự mà học với gọi là học với đam mê và với cảm xúc cả. Chính vì vậy, cho nên nó chưa thực sự hiệu quả và chưa thực sự cải thiện được nhiều. But anyway, because you meet me, so you are gonna be different, make a difference. Những các bạn đã gặp mình rồi, các bạn sẽ khác biệt. Các bạn hãy cùng nhau tạo ra sự khác biệt nha. Anyway, and let's welcome back to the lesson today, which is describing people. Và chúng ta hãy quay lại bài học hôm nay, đó là gì các bạn nha? Mô tả người. And like I have told you, for every single time, I teach you one or two linky words. Và mình đã nói các bạn đấy, mỗi lần chúng ta học, mình sẽ dạy các bạn một hoặc hai cụm từ liên kết câu. Linking words, which are very important, that can help you improve your fluency, your natural speaking, and then you can speak a lot more professionally. Absolutely. Linking words rất quan trọng như nhỉ? Nó giúp cho các bạn có thể nói một cách gì các bạn? Tự nhiên hơn, bản sĩ hơn và chuyên nghiệp hơn nhiều các bạn. Alright. So last time, let's review some linky words that you have learned already so far. Chúng ta hãy review những cái linking words mà các bạn đã học nha. Last time you learned, to be honest, right? To be honest. For example, what do you do? Bạn làm nghề gì? I'm a freelancer, to be honest. Tôi là một người làm tự do. Freelancer, to be honest. Alright? What does she look like? Cô nhìn ra sao? She's not so beautiful, to be honest. Cô ấy không đẹp lắm. Nói thật là cô ấy không đẹp lắm, right? Anyway, and one more linking word that you learned already last time is in addition. Và tuần trước mình cũng đã học với các bạn. In addition. If you want to add more information, right? You say in addition. Nếu bạn muốn bổ sung thông tin gì đó, bạn kêu là in addition. Alright, and today, you guys are going to learn another one, which is because of. Và hôm nay bạn sẽ học thêm một cái nữa, đó là gì các bạn nhỉ? Because of. Let's take a look. Alright, of is a preposition. So behind of, follow of, can be a noun or an ing verb. Sau of là một cái từ, cho nên sau đó phải là một danh từ hoặc là động từ thêm ing. Very good. ing verbs. Alright. Because of. Now, let's move on some examples. Chúng ta qua một vài ví dụ nha. For example, because of him. Hay là because of him. Because of the traffic. Because of the weather, because of money, because of it, okay? Bởi vì anh ấy, bởi vì giao thông, hoặc là bởi vì như các bạn kẹt xe, bởi vì thời tiết, bởi vì tiền và bởi vì điều đó. Các bạn nhìn nè. When I speak English, I focus on pronunciation, stress, linking, ending sound, and intonation. Những cái phát âm là cái nền tảng mà quan trọng nhất để cho bạn nói tiếng Anh giỏi, đúng không bạn? Vì vậy hãy nhìn đây. Chúng ta phát âm sao? Because I'm Z đằng sau, đúng không? Các bạn chú ý này, chữ of thì cái âm ending sound nó là âm v of, chứ không phải là phơi mà là v. Thì chúng ta phát âm như này sao này? Because of. Because of, because of.
Đằng sau là it thì người ta nói vào because of it, because of it, because of it. Người bản xứ người ta luôn nói âm và người ta phát âm kiểu như vậy. Thì các bạn cần phải bắt chước y hệt như họ. Để làm gì? Để khi người ta nói, các bạn mới hiểu được. Chứ bây giờ người ta kêu là because of it, mà bạn kêu là because of it, because of it. Thì nên khi người ta nói mà không hiểu được nói. Cho nên bây giờ hãy thay đổi, hãy bắt chước y hệt cách phát âm của người bản xứ. Thì vậy các bạn mới giao tiếp được và mới nghe người ta nói gì, đúng không các bạn? Because of it, because of it, because of it, because of it. Ok, let's move on. Cô ấy muốn làm việc ở đây bởi vì anh ấy, right? Thậm chí các bạn này, chữ hát này mình cũng nói vào được. Because of him, because of him. She wants to work here because of him. She wants to work here because of him. Cô ấy muốn làm việc đây bởi vì anh ấy. Moving on. Sáng nay tôi bị trễ tại vì giao thông, tại vì kẹt xe, right? I was late this morning because of the traffic. I was late this morning because of the traffic. Good, moving on. Tôi không thể đến vì thời tiết, hoặc là thời tiết xấu các bạn ha. I can't come because of the weather. I can't come because of the weather. Very good. Moving on. Cô ấy yêu tôi chỉ bởi vì tiền. Hy vọng là không có ai trong trường hợp này. She loves me just because of money. She loves me just because of money. Alright, chúng ta hãy qua chủ đề hôm nay tí xíu ha. Cô ấy rất là tốt với mọi người, cho nên tôi nghĩ rằng mọi người thích cô ấy là bởi vì điều này. Right? She's so nice to people. I guess everybody likes her because of it. Các bạn nghe rất tự nhiên không? She's so nice to people. I guess everybody likes her because of it. Thank you, everybody. So far, we have learned three kinds of linking words, which are to be honest, in addition, and because of. Vậy là chúng ta đã học được ba cái linking words. And now, let me tell you something about the lesson content today. Để mình nói các bạn nghe về cái nội dung bài học hôm nay ha. First, you guys are going to learn some vocabulary words that describe people. Đầu tiên bạn sẽ học những cái từ vựng để mô tả con người. But what's interesting is almost all the examples are about celebrities in the world. Nhưng mà cái điều tuyệt vời thú vị là gì? Tất cả những cái ví dụ đó là về những người nổi tiếng trên thế giới. Alright? Then you can learn more. Vậy thì các bạn có thể học hỏi được thêm gì đó. Right? And then I'm going to help you with make sentences into English. Right? And then I'm going to teach you in another way, very new way. You will know a little bit later. That can help you with speaking. Và sau đó mình sẽ giúp các bạn học tiếng Anh một kiểu mới nữa, để giúp cho các bạn cải thiện được cái khả năng nói của mình. And last but not least, I'm gonna teach you some vocabulary and explain the meaning of the track number 9, so that you can listen to that easily at home. Và cuối cùng không kém phần quan trọng, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần lời của cái bài nghe đó. Cùng nghe track 9, right? Now, let's move on slide, the next slide. Chúng ta hãy qua slide tiếp theo nè. Describing people. Do you know them? Các bạn có biết họ không? This guy is Brad Pitt. I think most of you know already. Có nghĩa là nhiều người biết nè, Brad Pitt. And this guy is, let me see, Liam Hemsworth. Both of these guys are very famous. They are, to be honest, they are celebrity crushes. Hai người này rất là nổi tiếng các bạn, và họ đều là những cái tài tử mà được yêu chuộng, right? Alright. So what am I talking about? What do they look like? Nhìn ra sao các bạn? Họ nhìn ra sao nha? Okay. Now, let's pronounce it. Các bạn hãy phát âm từ này kìa. Good looking, right?
good looking, good looking, good looking, right? They are good looking. What does it mean? Good looking means attractive. Maybe handsome, maybe beautiful, but not so much. Good looking nghĩa là quyến rũ, hấp dẫn, nhưng mà không phải là quá đẹp, đúng không ha? Như Bình nè, Bình có thể là handsome, nhưng mà hai anh chàng này chỉ dừng ở lại mức độ là good looking thôi. Thì vậy là good looking nghĩa là dễ nhìn, ưa nhìn, right? Nhưng mà Bình là handsome, right? Cái việc mà học từ vựng theo cái hình ảnh này giúp các bạn học hiệu quả hơn nữa. Alright, let's go. So, good looking, right? Good looking, awesome. Moving on, tiếp theo các bạn ơi. The hair that some men allow to grow on the lower part, of their face, right? The hair that some men allow to grow on the lower part of their face. What does it mean? Cái lông, cái tóc mà, lông mà, hoặc là tóc mà một vài người đàn ông để cho nó mọc lên ở phần phía dưới của khuôn mặt, cầm nó các bạn. What is it? What am I talking about? I'm talking about this one, right? You know, messy, yeah, beard and no beard, right? Beard means like this. This one, các bạn. À, râu các bạn ha, râu. Có râu và không có râu. Messi, a legendary footballer in the world. Một cầu thủ bóng đá huyền thoại trên thế giới, right? Legendary footballer. Right. Đây là cách phát âm các bạn nè. Beard. Cái này rất quan trọng nha. Các bạn có thể tìm thấy cái này ở đâu? Vô từ điển Cambridge. Alright. Beard. 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 Alright. Do you have a beard? Bạn có râu không? Do you have a beard? I have a lot of beard. That's why I shave every single morning. Tôi có rất nhiều râu. Cho nên là tôi cạo râu mỗi buổi sáng. Hoặc là my beard grows very fast. Râu của tôi mọc rất nhanh. My beard grows very fast. That's why I have to shave every single morning. Right. Next one. Do you know her? Do you know the song Love You Like a Love Song? I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. That is the singer who sings that song. Đây chính là cô ca sĩ mà hát cái bài đó các bạn. Yêu anh như một bản tình ca, right? Her name is Selena Gomez. Selena Gomez. What does she look like? Có nhìn ra sao các bạn? Let's take a look. Now, chúng ta cần phát âm này các bạn. Đây là dấu nhấn, đúng không? Còn đây là âm cuối, nhớ nha. Âm này âm ơ. Ơ ngắn ơ. Track. Cứ khờ nè. Attractive. 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 She looks attractive, right? Nhìn cô ấy rất là quyến rũ. Do I look attractive? Nhìn mình có quyến rũ không? Cứ cho là vậy đi. She looks attractive, right? Attractive. Very good. Someone who is attractive is good looking, especially in a way that makes you sexually interested in them. Nếu người nào đó attractive thì họ rất là good looking. Và đặc biệt là theo một cách mà, nghĩa là good looking theo cái cách mà khiến như bạn rất là thích thú họ, quan tâm họ. Right? Đó là gì các bạn? Attractive. Quyến rũ, hấp dẫn, right? Moving on. Willing to give money, help, kindness, etc., especially more than is usual or expected. Sẵn sàng cho tiền, hoặc là cho sự giúp đỡ, hoặc là cho lòng tốt, vân vân. Đặc biệt là cho hơn mức bình thường, hoặc là hơn mức mong đợi. Đó là gì nha? When you buy something, for example, you buy something, it costs $10,000, and you give $20,000, and you say, keep the change. Khi bạn mua gì đó,
mà nó mất 20 ngàn, à mất hay 10 ngàn, mà bạn trả 20 ngàn, và sau đó bạn kêu gì các bạn? Cứ giữ tiền thuế đi. You are, ok, you are thế này các bạn, generous, generous, right? Nhấn này nè các bạn, generous, generous, I'm generous, he's generous, she's generous, right? The 20 most generous people in the world, 2015. 20 người các bạn hào phóng nhất trên thế giới, right? Generous, hào phóng. Hào phóng, right? Bill Gates. Các bạn ơi, đôi khi là mình ra quán cà phê mình quay video vậy, nó có thể là nó có một chút ồn xíu nhưng mà mình thay đổi không khí. À, chúng mình là người kiểu mà hay làm những việc khác nhau chứ không có làm cùng một việc ở một chỗ, right? Các bạn, nếu mà nó có hơi ồn tí xíu các bạn thông cảm nha. Thank you. So what do you think about her? Bạn nghĩ gì về cô ấy nào? Silly, ngơ ngáo. Silly, no. Stupid, no. Opposite, ngược lại các bạn ha. Intelligent, 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 in intelligent, intelligent. She's so intelligent. She learns everything very fast. Cô ấy rất là thông minh. Cô ấy học mọi thứ rất là nhanh, right? Intelligent or smart. Các bạn ơi, có âm R phải cong lưỡi. Smart, smart. She's so smart. She can learn new things very quickly. Cô ấy rất là thông minh. Cô ấy có thể học những điều mới rất là nhanh, right? Now intelligent and smart. Smart. Very good. We are smart. We are intelligent, right? Tất cả chúng ta đều như các bạn nhỉ, thông minh, right? Oh, do you know him? Các bạn có biết anh này không? Wow, he's such an amazing motivational speaker. Anh ấy thật là một người diễn giả mà các bạn nhỉ. Diễn giả truyền động lực một cách mà rất là tuyệt vời các bạn. Right. And he's a coach. Anh ấy còn là một nhà coach nữa. Success coach hoặc là peak performance coach. Anh ấy còn là một nhà huấn luyện thành công trên thế giới, cực kỳ nổi tiếng, right? So famous. And he, you know, everything about him is so admirable and so interesting, so amazing. Mọi thứ về anh ấy thì đều rất chi là đáng khâm phục, ngưỡng mộ và rất tuyệt vời các bạn. Who's he? Anh ấy là ai? Believe in yourself. Believe in yourself. Hãy tin vào bản thân. What am I talking about? Is he shy? Anh ấy có rụt rè không? No. He's very confident. Đây là một chữ mà cũng nhiều người phạm sai. Không phải là confident. No, no, no. Nếu mà confident là sai hết trơn rồi, right? Các bạn nhìn này. Confident, right? Confident. I'm confident because I can speak English well in front of a lot of people. Tôi là người rất tự tin vì tôi thì nói tiếng Anh tốt trước rất nhiều người, right? Thousands of thousands of thousands of people. Hàng ngàn người. Anyway, confident, 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 right? Confident. Very good. Đây là Tony Robbins các bạn. Tony Robbins. Moving on. Tiếp theo nè. You know them? This is Selena Gomez, right? Selena Gomez, chúng ta nãy chúng ta biết là có anh. Đây là ai nhỏ nha? He's also a celebrity crush. Anh ấy cũng là một anh chàng nổi tiếng mà được nhiều người ngưỡng mộ, right? Justin Bieber. Justin Bieber. Know him, right? Justin Bieber. Is he sweet? Sweet. Sweet. Sugar. He's sweet. I need a noisy, right? Okay. Sweet. Ngọt ngào các bạn ha. Hoặc là tử tế, right? Sweet. You know, my boyfriend is so sweet. Bạn trai tôi rất là ngọt ngào. My boyfriend is so sweet. He always says nice things to me and gives me a lot of gifts. Anh ấy rất là... Bạn trai tôi rất là ngọt ngào. Anh ấy thường nói những lời ngon ngọt với tôi. Rót mật vào tai
và cho tôi nhiều quà. Right? My boyfriend is so sweet. He always says nice things to me and gives me a lot of gifts and money. Okay. All right. Can you let her turn on music? All right. And she is Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, một ca sĩ cực kỳ tài ba các bạn. Các bạn biết không? On the floor. On the floor. Cái là cô này đây. Jennifer Lopez, hoặc là người ta hay gọi là J-Lo. J-Lo. Cô này là ai nha? Who is this? All right. Cùng xem nha. Ellen, đó chính là Ellen. Nếu các bạn xem Ellen show thì đó cũng là một cách tuyệt vời để học tiếng các bạn. Ellen, her name is Ellen and she's gay. Cô ấy là một chàng gay, right? Ellen. Rất nổi tiếng các bạn. Và cô ấy rất chi là dễ gần, rất chi là thân thiện, right? So, relax and not easily upset or worried. Tức là bình an, rất là thư thái và không dễ gì mà bị không dễ gì lo lắng, không dễ gì bị người ta làm buồn cả. Những người như vậy mình gọi là easy going, rất là dễ tính, thoải mái, right? Easy going. Các bạn nhớ nè. Easy going. Ok, ví dụ nha. Alright. Easy going. Cô ấy, cô Ellen show này, cô Ellen này rất là easy going. Bởi vì rất là dễ dàng cho cô ấy để nói chuyện với những người mà cô ấy chưa bao giờ gặp trước đây. Cho nên là mọi người thích cô ấy vì điều này. No, Ellen is so easy going because it's very easy for her to talk to people who she has never met before. I guess everybody likes her because of it. Moving on. A large group of people who have come together. A large group of people who have come together. Một nhóm người rất là lớn đến với nhau. Đó gọi là gì nha? Let's see. Crowd. Crowd. Right? Crowd. A crowd. Nghĩa là gì các bạn nha? Right. Again, Tony Robbins. Là Tony Robbins. Hãy giải phóng cái sức mạnh bên trong bạn. Giải phóng sức mạnh. Unleash the power within. Anh này rất là nổi tiếng ha. Tony Robbins. And he is speaking in front of a crowd. Right? Anh ấy đang diễn thuyết trước một đám đông. He is speaking in front of a crowd. Right? Crowd. Vậy chúng ta gọi là các bạn. Nghĩ cầm từ nha. Trước một đám đông. In front of. Là trước. In front of a crowd. In front of a crowd. Ví dụ nha. Tôi nghĩ rằng anh ấy rất là tự tin vì anh ấy có thể diễn thuyết, nói chuyện trước một đám đông. Rồi, I guess, hoặc là I think he is very confident because he can speak in front of a crowd. Moving on. Các bạn hãy dừng lại, sau mỗi slide các bạn dừng lại và ghi cái từ vựng hay là tất cả những gì ở đây vào nha. Anyway, đây là các bạn học tiếng Anh mà có gì các bạn nhỉ? Có phát âm nè, có giải thích nghĩa bằng tiếng Anh nè, có hình ảnh nè và có ví dụ minh họa. Đấy, đó mới chính là học từ vựng. Chứ bây giờ đừng có như học nghe suy nữa, đừng có học một list từ vựng dài rồi học nhồi nhét vào đầu. Never works, không bao giờ hiệu quả các bạn. Alright, change the way, hãy thay đổi cách nha. Now, we have learned so many vocabulary words which are very amazing and common and natural. Chúng ta đã học xong những cái từ vựng mà rất chi là các bạn, rất là tự nhiên, rất là bản xứ. Now, let's move on to the next one, next step. Bây giờ chúng ta hãy qua bước tiếp theo. Describing someone. Bây giờ trong phần này các bạn sẽ dịch ra tiếng Anh tí xíu ha. Alright. Đây có thể là bài tập của các bạn, nhưng mà mình sẽ nói qua tí để các bạn lại về làm nó dễ hơn.
Đối với những người mà mới học tiếng Anh thì có thể là chưa quen lắm, right? Bạn trai tôi là một kỹ sư. My boyfriend is an engineer. Các bạn nhớ engineer, nhớ nhắn thứ ba engineer. Nói thật với bạn, anh ấy không cao lắm. He's not very tall, to be honest, right? Anh ấy khoảng 1m65. He's about 165 centimeters. Nhưng anh ấy rất dễ nhìn, right? But he's very good looking. Anh ấy thân thiện và hào phóng. He's friendly and generous. Lại nha. My boyfriend is an engineer. Well, he's not very tall, to be honest. He's about 165 centimeters. But he's really good looking. He's friendly and generous. Các bạn có thể nói thêm. I think everybody likes him because of it. Thế theo nha. Vợ tôi là một giáo viên. My wife is a teacher, right? Cô ấy trông rất thu hút. She looks very attractive. Cô ấy có tóc vàng, xoắn dài, oh wow. She has long, curly, blonde hair. Vàng là blonde, xoắn là curly, dài là long. She has long, curly, blonde hair. Cô ấy thông minh và dễ gần. She's intelligent and easygoing, to be honest. Again, my wife is a teacher, you know. She looks very attractive. She has long blonde hair. She's intelligent and easygoing, to be honest. Very good. Các bạn khi nói mình áp dụng luôn những cái linking words mà các bạn đã học nha. Moving on. Để tôi mô tả vài điều về người đồng nghiệp của tôi. Let me describe something about my coworker, là about my colleague. Let me describe something about my coworker. He looks very young, là khá trẻ, là quite young, right? He looks quite young. He has a beard. Ra ngoài nón, mà dùng từ beard. Có một từ quay nón là từ khác nữa, nhưng mà thôi các bạn nhìn từ beard cho nó dễ dàng ha. He has a beard. He's very smart and sweet. Thông minh và ngọt ngào, right? Hôm nay em sẽ nói anh về tính cách của em. Today, I'm gonna tell you... Okay, bạn mới học để mình nói rõ ra. Today, I'm going to tell you about my personality. Em nghĩ rằng em rất thông minh. I guess I'm so intelligent. Vì em có thể học những thứ mới rất nhanh. Because I can learn new things very fast. Em cũng rất tự tin. I'm also very confident. Em rất thích nói chuyện trước đám đông. I enjoy, hoặc là I love speaking in front of a crowd. Ngoài ra em rất thân thiện. In addition, I'm very friendly. Em muốn kết bạn với nhiều người. I want to make friends with many people. Em muốn lắng nghe họ và chia sẻ với họ. I want to listen to them and share with them. Alright. Các bạn hãy nghe mình nói về cái tư duy để luyện nói. Tư duy luyện nói là thế nào? Mình nên có cái này các bạn. Mình muốn nói về một điều gì đó mà để mình liệt nó lưu loát thì như thế này. Ban đầu mình hãy nói một cái câu ý chính ra, sau đó mình thêm một vài ý phụ để phân tích nó ra. Như vậy thì mới giúp mình được nói nhiều, đúng không các bạn? Nói nhiều và nói lưu loát. Chứ thay vì này, bạn gái của bạn như thế nào, mình kêu là cô ấy rất là tốt với mọi người, sao bạn im? Nó dở đúng không? Phải nói này, nói thật ra cô ấy rất là tốt với mọi người. Bạn biết không, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ và để những người khác khi họ cần gì đó, nó sẽ hay hơn. Right? Hoặc là gì? Anh trai bạn là người thế nào? Anh ấy là người thân thiện. Thế như vậy là chưa hay, đúng không? Phải nói thế này, anh ấy là người thân thiện là một câu ý chính nè, phân tích ra. Bạn biết không, anh ấy rất là dễ dàng để nói chuyện với những người khác và anh ấy thích được kết bạn với những nhiều người. Đó, mình phân tích thêm. Alright. And today, I'm going to tell you about my personality. I guess I'm very intelligent. You know,
Because I can learn new things very fast. I'm also very confident. I really love speaking in front of a crowd. In addition, I'm very friendly. I want to make friends with many people. I want to listen to them and share with them. Đấy. Với chẳng hạn như là lấy câu này chẳng hạn các bạn nè, khi bạn đi phỏng vấn sinh viên chẳng hạn, thì người ta có thể hỏi tính cách bạn đúng không? Người ta có thể hỏi bằng nhiều cách, nhưng mà đây là cách để các bạn trả lời được. Very good. So guys, let's get straight into the next part of today's lesson. Các bạn ơi, chúng ta hãy qua phần tiếp theo của bài học hôm nay. I'm going to show you a technique, an amazing technique to be honest, that can help you improve your speaking a lot. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phương pháp, một cái kỹ thuật để giúp cho các bạn luyện nói tiếng Anh một cách tuyệt vời, which is cue cards. Đó là dùng những cái cue card. Cue card là gì? Cue card là những cái thẻ mà có những từ gợi ý trong đấy, và dựa vào đấy các bạn nói một cái gì đó. Alright, I'm going to give you an example, and then at home you're going to finish your homework. Mình sẽ làm cho các bạn một cái mẫu, các bạn coi, sau đó các bạn sẽ làm bài tập ở nhà. Và nữa các bạn, khi mà chúng ta interact, chúng ta tương tác one on one, một một ấy, tương tác một một ấy, thì mình cũng sẽ dùng cái phương pháp này để giúp cho các bạn luyện nói lưu loát. Ok, nhưng mà chúng ta phải làm theo trình tự step by step. The first one, đầu tiên là các bạn phải học cái bài giảng này thật kỹ nè. Sau đó làm gì nhỉ? Làm bài tập về nhà, làm quay video gửi cho mình để mình chỉnh phát âm câu từ các kiểu cho các bạn. Sau đó chúng ta mới tương tác một một. Now, let's get started. Chúng ta hãy bắt đầu nha. Ví dụ nè. Đây, trong cái cue card này mình có gì? Easygoing, intelligent, attractive, to be honest. To be honest là một cái linking word. Nhưng mà mình muốn các bạn là nếu cái cue card nào mà nó không có linking words, thì các bạn hãy tự thêm vào cái linking words để mình nói cho nó hay, cho nó tự nhiên. Alright, and this is the topic of describing people. Và đây là chủ đề về mô tả người, nên mình sẽ nói về chủ đề đó nha. Ví dụ giờ mình sẽ mô tả về một người đồng nghiệp. Alright, giờ ai đó hỏi mình là tell me about your coworker. Nói cho tôi nghe về người đồng nghiệp của bạn đi bình. Alright, I'm gonna say, mình sẽ nói là oh well, she's beautiful. She's easygoing. It's very easy for her to talk to people who she has never seen before. Cô ấy rất là xinh đẹp và cô ấy rất là dễ gần. Bạn biết không, cô ấy rất là dễ dàng cho cô ấy để nói chuyện với những người mà cô ấy chưa từng gặp trước đây. Yeah. And in addition, she's quite intelligent. Và ngoài ra, cô ấy khá là thông minh. She can learn new things very fast. Cô ấy có thể học những điều mới rất là nhanh. And what's more, gì nữa nhỉ? What's more, she's kind of attractive. She's so attractive. She looks attractive. Và gì nữa? Cô ấy nhìn rất là quyến rũ, right? So that's why I think everybody likes her because of it. To be honest, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng mọi người thích cô ấy là vì điều này. Okay, I guess everybody likes her because of it. To be honest, that's it about my coworker. Đó là những điều về người đồng nghiệp của tôi. Rồi, sau đó mình cũng có những cái cue card khác cho các bạn để các bạn liền nói nha. Đó, cho các bạn coi luôn. Các bạn có thể làm gì đây nhờ? Mình có thể dừng cái đoạn này lại, dừng cái đoạn video này lại, ghi tất cả cái này vào rồi có thể tự luyện nói, right? Ở đây là toàn những từ các bạn đã học rồi, không gì mới cả, right? Các bạn có thể dừng lại, chép vào vở của mình, làm cho nó màu mè thế này luôn nè, màu mè luôn. Đừng có chụp hình rồi một ngày nó cũng mất à. Nhưng nếu các bạn ghi lại và các bạn vẽ ra, làm cho màu mè ra, các bạn hiểu là khi mà các bạn vẽ là các bạn đang sáng tạo. Mà càng sáng tạo thì học nó càng nhanh. Và thứ hai nữa là khi các bạn viết thì mỗi lần viết là một lần nhớ, right? Thank you. Và mình cũng các bạn hiểu là listening is the most important key to speaking excellent English. Nghe là chìa khóa quan trọng nhất
dẫn đến việc nói tiếng Anh xuất sắc. Which is why I want you to do a lot of listening at home whenever you are free. Cho nên mình muốn là các bạn hãy nghe rất rất nhiều ở nhà, bất cứ khi nào rảnh. Alright. Hoặc là không rảnh cũng phải nghe nha, chắc phải rảnh mới nghe. Alright. When you go running for example, when you go to the gym, when you are going to work, you can combine, you can listen to English, put on your headphones and listen to English. Khi các bạn đi tập gym, đi chạy bộ, các bạn cứ đeo tai phone vào, cứ thêm mà nghe tiếng Anh. Hoặc là làm việc nhà cũng là một phương pháp để nghe tiếng Anh rất hay các bạn. Tại vì khi các bạn làm việc nhà, rửa chén, quét nhà này, là các bạn đang di chuyển cơ thể, thì năng lượng nó có nhiều hơn, lúc đó bạn nghe tiếng Anh hiệu quả hơn nhiều. Còn nằm một chỗ hoặc ngồi một chỗ mà nghe tiếng Anh á, năng lượng nó đi xuống, không có hiệu quả. Alright. À, đầu tiên mình sẽ dịch qua cái này. Mình nhắc lại cái một cái phương pháp để approach, để tiếp cận một cái bài học tiếng Anh là gì. Đầu tiên, các bạn hãy đọc và hiểu ý nghĩa của nó cái đã. Đọc nhiều lần thì hiểu ý nghĩa. Đọc một lần thì hiểu hết đâu. Đọc mấy lần mới hiểu thêm nữa. Lần thứ nhất hiểu tí, lần thứ hai hiểu tí, lần thứ ba hiểu tí nữa. Sau đó, các bạn vừa nghe, vừa nhìn vào lời. Để làm gì? Để nghe được cái cách phát âm, nói âm các kiểu của từng câu, từng chữ theo của người bản xứ. Vừa nghe, vừa nhìn lời. Nhiều lần vào. Bước thứ ba. Sau đó các bạn có thể, các bạn nghe mà không cần nhìn lời. Làm bao nhiêu lần? Rất nhiều lần. Cho đến khi nào các bạn có thể nghe, không nhìn lời, mà ngay lập tức mình hiểu được người diễn giả đang nói cái gì. Ok. Sau đó các bạn mới chuyển qua bước thứ tư. Bước thứ tư là cái bước mà powerful nhất luôn. Đó là imitate. Imitate tức là copy perfectly. Imitate tức là gì? Bạn nhái lại theo người bản xứ. Các bạn bước này các bạn nghe và nói theo, nói đuổi theo shadow. Các bạn nói đuổi theo từng câu từng chữ một và bắt chước linking stress, ending sound, intonation, everything of it. Các bạn hãy bắt chước bất cứ những điều gì đó, nhái lại 100% người speaker để mình luyện nói lưu loát và luyện phát âm một cách tự nhiên. Alright. Rồi, mình giúp các bạn bước đầu tiên nha, dịch ra tiếng Việt nha. Hãy xin thứ lỗi. I've lost my little boy. Tôi đã lạc mất cậu bé của tôi. I've lost. Mình sẽ không muốn giải thích nhiều người Pháp ở đây, nhưng mà mình nói qua tí. I've lost nghĩa là tôi đã làm mất cái gì đó. Đây là gọi là thì hiện tại hoàn thành, để diễn tả cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà mình không có biết xác định là thời gian cụ thể là khi nào. Mình chỉ biết là tôi đã lạc mất thằng bé, nhưng mà mình không nói là cách đây mấy tiếng, cách đây mấy ngày, đúng không? Alright. Ví dụ mình kêu là tôi đã mất cái chùm chìa khóa xe hơi của tôi. I've lost my car keys. I've lost my money. Tôi đã làm mất tiền, là mất chìa khóa. I've lost my apartment keys. Tôi là mất chùm chìa khóa nhà. Right? We were looking at microwaves and he was bored. And chúng tôi đang nhìn vào những cái lò vi sóng và thằng bé bị... Các bạn hiểu là thằng bé nhỏ nhỏ mà nó đi theo mình đi mua sắm là nó hay chán, đúng không? Khi và nó chán và... Calm down, sir. Hãy bình tĩnh đi thưa ngài. Can you describe him? Bạn có thể... anh có thể vui lòng mô tả thằng bé được không? Vâng, thằng bé khoảng 9 tuổi. Và nó rất là dễ thương. Thằng bé có màu gì? Tóc màu gì? Màu giữa các bạn mà nâu đậm. Ok, hãy cùng xem thì thằng bé đang ở đâu. Let's nghĩa là let us, nghĩa là hãy cùng nhau. Hãy cùng xem thằng bé đang ở đâu. Ông chỉ cần ngồi xuống và thư thái cái đã. Đoạn thứ hai nè. Đó là con trai của tôi. Chúng tôi đang tìm một vài cái quần dài cho chồng của tôi. Và bây giờ tôi không thể tìm thấy thằng bé ở đâu cả. Đừng có lo thưa bà, chúng tôi sẽ tìm thấy thằng bé cho bà. Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? Nó 11 tuổi. Tôi hiểu rồi. Và thằng bé có tóc màu gì? Màu nâu nhạt. Và thằng bé đang mặc một cái áo sơ mi màu xanh. Đừng có lo, chúng tôi sẽ tìm thấy thằng bé cho bạn. Đoạn thứ ba. Xin thứ lỗi, tôi không thể tìm thấy con gái của tôi đâu cả. Tôi đang mua một áo quần ở chỗ cái register. Register nghĩa là khu vực tính tiền. Tôi đang mua áo quần gần khu vực tính tiền và con bé đang ở ngay đằng sau tôi. Nhưng bây giờ nó đâu mất tiêu rồi? Đây là một câu rút hai các bạn. She's gone. Is gone nghĩa là đi biến đâu mất rồi. Nó cũng gần nhưng mà hệ là I've lost. Nhưng mà I've lost nghĩa là tôi làm mất. Còn gone nghĩa là tự biến đâu mất. Ví dụ các bạn nè. I've lost my money. Tôi làm mất tiền. Còn trường hợp thứ này. Và thứ hai, tôi vừa mới đặt tiền ở đây, bây giờ tôi biết đâu mất. I just put my money here.
Now it's gone. Bây giờ nó biến đâu mất rồi. It's gone. Biến đâu mất rồi, right? He's gone. Anh ấy biến đâu mất rồi. They're gone. Họ đâu mất rồi, ok? Mai mốt tương tác mình sẽ hỏi lại hết ha. Đây là những cái rất hay nè. Đừng có lo. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? À, con bé 10 tuổi. Ok. Tóc bé màu gì? Màu vàng. Và nó khá là dài. Kind of long. Khá là dài. Và thẳng nữa. Straight. Rồi thứ tư. Con gái của tôi vừa mới ở đây. A minute ago. Nghĩa là vừa mới lúc nãy ở đây. A minute ago là vừa mới lúc nãy. Ok. À, vừa mới lúc nãy ở đây. Và bây giờ tôi không thể tìm thấy con bé nữa. Probably là chắc có lẽ là. Chắc có lẽ là con bé ở trong khu vực bán đồ chơi. Bạn có thể vui lòng mô tả con bé được không? Và cô bé là 12 tuổi. À, cô bé có tóc màu gì? Màu nâu và rất chi là xoắn. Alright, chúng ta hãy cùng đi vào khu quầy bán đồ chơi và xem thì con bé có ở đó hay không. Bây giờ các bạn cứ liền nghe trước đi. Rồi mai mốt mình sẽ giải thích kỹ lại. Và một số cái điểm hay ho mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Các bạn hãy nghe nhiều trước nha. Rồi thứ năm nè. Có ai nhìn thấy một cậu nhóc ở đâu không? Một cậu nhóc, right? Bao nhiêu tuổi thưa ngài? 10 tuổi. Và thằng bé lúc nào cũng đi lạc. Này, get lost là đi lạc. Get lost, đi lạc. Khiến cho tôi phát điên lên. Ok. Bạn, ông nhìn thấy thằng bé lần cuối cùng là ở đâu? Ở ngay chỗ khu vực, ngay chỗ cái video equipment là gì các bạn nha? Đó là cái máy quay video, thiết bị quay video. Cậu bé có tóc màu gì? Màu vàng và khá dài. Quá dài. Xin thứ lỗi, tôi đã lạc mất con gái của tôi. Cô bé khoảng 13 tuổi, khoảng chiều cao trung bình, với tóc màu đỏ. À sao, cô B nè. Có phải là cô bé khoảng 13 tuổi, cao khoảng trung bình, với tóc đỏ phải không? Đúng rồi. Sao bạn biết vậy? Cô bé đang tìm kiếm bà đấy, ở đằng kia kìa, ở trong khu vực bán giày. Cảm ơn rất nhiều. Alright. So các bạn ơi, các bạn ở nhà liền nghe kỹ những cái này. Rồi hôm sau chúng ta học tiếp. Rồi, before I close the lesson today, let's review a little bit about what we have learned until now in today's lesson. Trước khi mình khép lại bài học thì chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại. Nãy giờ chúng ta đã học cái gì nha? Đầu tiên là mình đã ôn lại các bạn hai cái linking words, đó là to be honest. Và gì nữa các bạn nha? In addition. Và sau đó mình đã học thêm cái linking word mới ngày hôm nay là gì nha? Because of. Nhớ đằng sau đó là danh từ hoặc động từ thêm in. Because of. Đấy, các bạn có thể là dừng lại và ghi tất cả này vào. Right. Sau đó mình học một số cái từ vựng để mô tả người. Nhưng mà cái điều thú vị là trong cách học từ vựng này, chúng ta có học cả phát âm nè, cách giải thích từ vựng bằng tiếng Anh nè, có hình ảnh ví dụ nè, và cho một số ví dụ minh họa luôn. Đó. Và những cái hình ảnh đó là về tất cả những người nổi tiếng trên thế giới. Right. Đấy. Good looking. Nhớ là những anh chàng này thì mới dừng lại ở mức độ good looking, là dễ nhìn, ưa nhìn thôi. Còn bên này là handsome, là hơn họ nữa, đẹp trai luôn. Vậy các bạn, beard, râu, right? Beard. Có ai, đây là gì các bạn nhỉ? Attractive, quyến rũ, hấp dẫn, right? Attractive. Next one, Generous. Vậy nha, hào phóng. Intelligent hoặc là smart, giống nhau định nghĩa là thông minh. Right, Tony Robbins. Confident, right, confident. Sweet, ngọt ngào, right. Easy going, right. Easy going, very good. Nhìn đây nha. A crowd, một đám đông, right. Trước một đám đông, in front of. A crowd, in front of a crowd. Sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta đã, mình đã hướng dẫn các bạn một số câu dịch ra tiếng Anh. Mà đó thật qua là không phải là dịch gì đâu, đó là cách để giúp cho bạn luyện cái tư duy nói. Tư duy gì? Nói một ý chính ra, sau đó mình phát triển thêm, mở rộng thêm một tí xíu, để các bạn dần dần quen, sau này các bạn hãy nói dài hơn. Ok. Sau đó làm gì? Chúng ta đã luyện phương pháp luyện nói bằng cách là dùng những cái cue cards. Right. Và sau đó là gì? Mình lại nhắc lại các bạn về
cái phương pháp để tiếp cận một bài học tiếng Anh, bốn bước quan trọng, và mình lại giúp cho các bạn dịch ra tiếng Anh. Everybody and và gì nữa, và cái việc đầu tiên, suýt để mình quên rồi, cái việc đầu tiên mình nhắc bạn là gì, khi học tiếng Anh hãy luôn di chuyển cơ thể, vận động cơ thể, kết hợp với làm việc nhà chẳng hạn, hoặc là đi bộ, chạy bộ để mình học tiếng Anh. Càng năng lượng học càng nhanh, thiếu năng lượng học rất chậm. Ok, và gì nữa, hãy luôn suy nghĩ về những cái big why, những cái lý do to lớn để học tiếng Anh. Nếu không có lý do đủ lớn thì không có kết quả. Vì vậy các bạn hãy luôn suy nghĩ về những cái điều tuyệt vời mà đến với bạn khi bạn nói tiếng Anh xuất sắc. Alright, cái thứ ba nữa là gì, khi bạn học tiếng Anh là gì các bạn, các bạn hãy học với cả đam mê và cả cảm xúc vào. Càng đam mê càng cảm xúc thì học nó mới nhanh được. Tại vì bao nhiêu năm qua các bạn học một cách chán nản rồi. Ok, thank you. I'll see you next time. Bye for now. I love you.